Chào mừng bạn đến với khóa học hắc cử của IOG. Tên tôi là Robertino Martinez. Tôi là thành viên của nhóm đào tạo của Input Output và tôi rất vui mừng được trở thành giáo viên của bạn cho khóa học này. Vậy, khóa học này dành cho ai, mặc dù bạn có thể sử dụng nó học hắc cử chỉ vì lợi ích của nó. Mục tiêu chính là dạy hắc cử cho những người muốn học ma lâu y và pở lơ tớt sau này. Vì lý do đó, trong đề cương, sẽ có những điểm dừng rõ ràng mà chúng ta sẽ cho bạn biết rằng bạn đã biết mọi thứ cần thiết để học một công nghệ nhất định. Vậy còn hình thức của khóa học thì sao? đây sẽ là một khóa học có nhịp độ riêng sẽ không có đoàn hệ bạn có thể bắt đầu bất cứ khi nào bạn muốn và hoàn thành các bài học theo tốc độ của riêng bạn ngoài ra chúng ta sẽ triển khai kiểu phân phối phát hành luân phiên chúng ta bắt đầu bằng việc phát hành một hoặc hai bài học mỗi tuần và sau khi tất cả các bài học dự kiến được xuất bản chúng ta sẽ liên tục đưa ra những cải tiến và cập nhật tất cả các bài học sẽ có sẵn ở cả định dạng tương tác và video định dạng tương tác sẽ là một sổ ghi chép jupiter có nhân hắc cử nơi bạn có thể học trong khi đọc bài học thực hành trong khi thực thi mã và các thay đổi đồng thời thực thi lại tất cả cùng một lúc bạn có thể chọn chỉ xem các video bài giảng hoặc xem qua các bài học tương tác dựa trên văn bản hoặc cả hai ngoài ra mỗi bài học sẽ có bài tập về nhà mà chúng ta thực sự khuyến khích bạn hoàn thành tất cả các tài nguyên sẽ online điều này có nghĩa là bạn có thể xem toàn bộ khóa học mà không cần tải xuống hoặc cài đặt bất kỳ thứ gì trên máy tính của mình bạn chỉ cần một trình duyệt web tất nhiên mọi thứ đều công khai và nguồn mở đồng thời chúng ta thực sự mong nhận được phản hồi từ cộng đồng để cải thiện khóa học và làm cho khóa học trở nên hữu ích nhất, nhất có thể Cuối cùng, một số thành viên trong nhóm và tôi sẽ sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có. Chúng tôi sẽ không thể trả lời mọi câu hỏi. Nhưng đó là điều tuyệt vời khi có một cộng đồng sôi động như vậy. Có hàng trăm nhà phát triển đang giúp đỡ lẫn nhau tại Discord kỹ thuật của chúng ta và chúng tôi hy vọng bạn cũng có thể trở thành một nhà phát triển như vậy. Bây giờ, Đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy hơi choáng ngợp. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực sự sử dụng tất cả những tài nguyên đó trong bài học đầu tiên. Chúng tôi mong muốn làm cho nó trở nên dễ dàng và thú vị nhất có thể và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.